Xin chào cả nhà, em lên sóng giới thiệu cả nhà con máy rửa bát TR5. Đây là một cái mẫu mã trong cái phân khúc giá thành rất là vừa phải. Mẫu mã đẹp. Một chiếc TR5 rất đáng để cho các bác quan tâm. TR5 coi nhé, đầy đủ full tất cả các tính năng eco, báo phần hẹn giờ, báo thời gian sấy, chọn thời gian sấy này. Các chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ. Các đèn chu trình báo rửa, tắt nguồn, bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa. Máy rất dễ sử dụng, lành bền. Con này về hình thức thì khá là đẹp. Bên em làm đẹp rồi. Từ thân vỏ, phần lưng cũng rất là ok các bác nhé. Nói chung là khá hoàn hảo. Series máy con này đây. Đuôi 00924, sản xuất 2011. Mọi chức năng ok, lưng riếc, mọi thứ hình thức còn khá ổn, đẹp. So với một con hàng bãi thì con này khá đẹp. Mã số 5 các bác nhé. Rửa hoàn toàn với nước nóng 80 độ C. Xếp 12 đến 14 cái bát con, 6 cái cốc. 3-4 cái bát ô tô, đũa, thìa, 6 đến 8 cái đĩa. 3 tay phun, khay rác, khay để bột rửa. Chiếc máy này thì các bác có thể phục vụ cho gia đình khoảng 6 đến 8 người ăn. Đấy, tức là cái lượng bát mình xếp như em vừa nói đấy, được 14 cái bát con, 12 14 cái bát con cơ. Bọn máy Nhật này thì các bác yên tâm là rửa hoàn toàn bằng nước nóng vẫn rất là sạch, không cần phải hóa chất tẩy rửa gì cả. Một năm các bác tiết kiệm được khối tiền so với các cái dòng máy châu Âu. Và đặc biệt là khi các bác mua máy Nhật này này, nó cái cỡ của nó vừa phải. Mình ăn bữa nào mình rửa được ngay bữa đấy. Đấy, ăn bữa nào rửa được ngay. Chứ nhiều bác ham cái máy châu Âu to, đút cả xong nồi vào, nhiều khi nhà có 4-5 người ăn xếp được vài cái bát ấy. Xếp vào xong thấy máy nó trống quá, rỗng quá thì các bác lại tiếc. Tiếc cái công rửa của máy, tiếc cái số tiền nước vì nó ít quá, chứ này các bác lại không rửa. Với cái lượng tiêu thụ điện nước của cái máy Nhật này nó bằng một nửa so với cái máy châu Âu các bác nhé. Đấy. Mỗi một lần rửa của nó hết có 11 lít nước thôi và nửa số điện. Bác nào không tin thì mua về xong các bác cứ đo thử là biết. Siêu tiết kiệm. Đối với cái máy rửa bát Nhật này rửa xong thì khỏi phải nghĩ rồi, rửa xong sấy khô diệt khuẩn, bát đũa khô cứng luôn. Cực sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi các bác xếp vào thì mình không cần phải đến nỗi mà mình rửa tráng qua đâu, mà các bác chỉ cần gạt hết thức ăn đi thôi. Đấy, gạt hết thức ăn đi các bác xếp vào đây, nó rất đơn giản thôi. Như là mình rửa bát xong mình xếp vào chặn bát của mình thôi, nó từng ngạnh này, mỗi ngạnh một cái. Nhiều bác chưa dùng bao giờ thì cứ bảo là thời gian xếp nó lâu, nhưng thực ra mình không quen thôi. Đấy, khi mình dùng rồi mình thấy là nó rất là nhanh. Ăn cơm xong các bác gạt hết thức ăn đi, các bác bê ra các bác xếp luôn một loạt đây, chỉ 5 phút. 5 phút cho vào máy là các bác xong, bấm nút rửa là ngồi chơi thôi. Rửa xong rồi sấy khô diệt khuẩn mình lại cứ để đấy, đến bữa xong mình ăn tiếp. Cái chiếc này thì em bán là 4.8 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Máy Nhật thì nó sử dụng điện 100V, các bác phải mua thêm cái biến áp, có giá trị là 500.000. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, bảo hành 1 năm. Chào các bác.